Ban biên tập xin được gửi lời chào và lời cảm ơn đến quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với bản tin 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, ban biên tập chúng tôi xin gửi đến quý vị khán giả những thông tin mới nhất về tình hình an ninh, chính trị, xã hội diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút giây sau đây. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin 24 giờ. Với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc, thưa quý vị và các bạn, lũ lụt vẫn tràn lan ở miền Nam Trung Quốc. Vừa qua, tại huyện So Khe, châu tự trị A3 của dân tộc Khương, tỉnh Tứ Xuyên, thượng nguồn của đập Tam Hiệp đã xuất hiện một trận động đất mạnh 3,2 độ Richter. Trước đó, có vài chuyên gia thủy lợi đã cảnh báo rằng nguy cơ lớn nhất của đập Tam Hiệp chính là phát sinh động đất và lở đất ở thượng nguồn. Vào lúc 4 giờ 7 phút sáng ngày hôm qua, trạm địa chấn Trung Quốc đã xác định có một trận động đất mạnh 3,2 độ Richter đã xảy ra ở huyện So Khe, châu tự trị A3 của dân tộc Khương, tỉnh Tứ Xuyên, tại tọa độ 34,10 độ vĩ Bắc, 102,68 độ kinh Đông, với độ sâu tâm chấn là 8 km, nhưng không đề cập tới quy mô của trận động đất. Theo thông tin tổng hợp từ truyền thông, trận động đất mạnh 3,2 độ Richter ở Trung Quốc chỉ có thể được coi là một trận động đất nhẹ. Tuy nhiên, châu tự trị A3 nằm ở thượng nguồn của đập Tam Hiệp và mưa lớn kéo dài khiến cho các hồ chứa nước ở nhiều nơi và ở đập Tam Hiệp vài ngày trước vẫn xả lũ để tránh nguy cơ vỡ đập. Điều này càng khiến cho tình trạng thêm nghiêm trọng. Các tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên liên tục có mưa lớn, đã có gần 30 tỉnh và hàng triệu người dân phải chịu nạn. Những bức ảnh được cư dân mạng đưa lên cho thấy nhiều thành phố ở tỉnh Hồ Bắc, bao gồm Vũ Hán bị ngập lụt. Bởi vì nước tràn ngập trên đường, rất nhiều người dân đã bị nước lũ cuốn trôi hoặc bị điện giật dẫn đến tử vong. Theo dự báo của Cục Khí tượng Trung ương Trung Quốc, mưa lớn sẽ kéo dài ít nhất là hơn 10 ngày nữa. Vành đai mưa sẽ từ Tứ Xuyên đến Hoàng Hoài, Giang Hoài, Giang Hán và khu vực phía Bắc của Giang Nam. Cũng cần chú ý đến thời tiết đối lưu mạnh, làm xuất hiện sông bão và gió mạnh. Các vấn đề về độ an toàn của đập Tam Hiệp trước đây đã được nhiều bên quan tâm và có nhiều lý thuyết về mối lo ngại vỡ đập, nhưng nó đã bị các quan chức của Trung Quốc bác bỏ. Tuy nhiên, một số chuyên gia thủy lợi đã đưa ra cảnh báo rằng một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến vỡ đập Tam Hiệp là động đất và lở núi ở thượng nguồn. Và bây giờ, điều mà các chuyên gia lo ngại nhất đã xảy ra. Thưa quý vị, trong một chuyến nghỉ dưỡng tại tỉnh Tứ Xuyên, một nhân chứng sau khi đối mặt với trải nghiệm kinh hoàng trước thảm họa lũ lụt đã kể lại toàn bộ diễn biến giành lại mạng sống của mình. Điều đáng buồn không phải là chuyến nghỉ dưỡng đã biến thành một tai nạn, mà đó là sự vô tâm trước sinh mạng của đồng loại. Quận Miện Ninh, tỉnh Tứ Xuyên đang phải gánh chịu một đợt mưa rất lớn, làm ít nhất 16 người chết và 10 người mất liên lạc. Cô Phương, khách du lịch, vừa mới đến Miện Ninh vào thời điểm đó đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Một khách du lịch vội vã rời khỏi phòng và suýt nữa đã bị nước lũ cuốn trôi. Nhiều người phải trèo lên mái nhà và nóc xe hơi để tránh lũ lụt. Cô Vương từ Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên và 4 nhóm người của cô đã đến quận Miện Ninh để nghỉ dưỡng. Cô nói với phóng viên từ Epoch Times rằng cô và bạn bè của mình đang ở khách sạn suối nước nóng Linh Sơn vào tối hôm đó và trời bắt đầu mưa. Vào khoảng 8 giờ 30 phút, lúc đó là khoảng 11 giờ, họ không chú ý và nói chuyện với nhau ở trong phòng thì phát hiện căn phòng bắt đầu bị ngập nước. Cô Vương và bạn bè không quá bận tâm về điều này mà tìm phòng dịch vụ để giúp lau dọn sàn nhà. Khi họ tán gẫu đến khoảng 1 giờ sáng, đột nhiên thấy nước dâng lên sàn của toàn bộ căn phòng. Khi đó họ mới biết là trận lũ quét đã đến. Vào thời điểm đó, cô Phương cùng nhóm bạn đã chứng kiến cảnh nước lũ dâng, mực nước cao nhất ở cửa là gần 1 mét và thấp nhất là 0,5 mét. Khoảng 2 đến 3 giờ sáng, họ nghe thấy tiếng cầu cứu ở bên ngoài phòng và họ đã mở cửa sổ để cứu mạng một ông lão. Cô Phương cho biết khách sạn của cô giống như một cái container, có kính ở cả hai bên. Ông lão ở phòng đầu tiên, cửa kính phòng của ông bị vỡ khiến nước tràn vào và ông lão bị nước cuốn trôi đến chỗ phòng của chúng tôi. Ông vừa bơi vừa túm lấy lan can, máy lạnh trong phòng và đứng đó một vài tiếng bắt đầu cầu cứu. Phòng ốc khách sạn buộc phải di rời và bị xáo trộn bởi nước lũ. Cô Vương nói rằng trận lũ lụt rất lớn vào thời điểm đó, nước cao lên tới gần 2 mét. Khoảng 20 đến 30 phòng của khách sạn này đã được rời đi và có nhiều người đã được di rời. Lũ xuất phát từ cổng chính và trực tiếp ùa vào cửa phòng chúng tôi, cửa bị chắn lại và không thể mở được. Chúng tôi chỉ có thể ra ngoài bằng cửa sổ phía sau, nhưng phía sau lũ chảy rất xiết, vì vậy chúng tôi không dám đi bằng đường cửa sổ, chỉ có thể kiên nhẫn chờ lính cứu hỏa đến để giải cứu. Cô Vương nói rằng cô đã gọi cho chủ khách sạn hơn 1 giờ đồng hồ. Ông chủ nhấn mạnh rằng ông đã gọi 119, nhưng cô đã đợi rất lâu mà vẫn chưa thấy có ai đến. Cô Vương lại gọi 119 lần nữa và bên kia trả lời rằng họ đang lái máy xúc đến. Khi nhìn thấy đội cứu hỏa thì cô đã đợi được khoảng 2 đến 3 giờ. Sau đó cô đã được đưa đến nơi an toàn vào lúc 6 giờ sáng. Cô Vương nói rằng một vài người gần như đã bị ngập nước tới cổ. Họ phải trèo từ cửa sổ phía sau lên mái nhà. Một số du khách leo lên xe ô tô của họ. Trong khi đó những người khác thì đứng ngay trên hàng rào. Cô cũng cho biết trải nghiệm này tương tự như trận động đất 5,2 độ Richter. Và đây là cảm giác của sự sống. Vào thời điểm đó, gần 60 người trong khách sạn này đã được giải cứu. Đến khoảng 10 giờ sáng hôm sau thì lũ đã rút. Nhân viên khách sạn rời đi mà không thông báo cho du khách. Cô Phương phàn nàn rằng, khi trận lũ lụt xảy ra, khoảng 11 giờ tối các nhân viên khách sạn về cơ bản đã được sơ tán, bao gồm cả quầy lễ tân và nhà hàng cũng được di rời.
chỉ có khoảng 3-4 người còn ở lại, nhưng khi họ lại sơ tán không thông báo cho khách du lịch được biết. Cô nói thêm rằng khi mới bắt đầu mưa đã là báo động vàng, sau đó chuyển sang báo động đỏ. Trên thực tế, khách sạn có nhiều thời gian để nhắc nhở du khách sơ tán nhưng họ đã không làm thế, khiến khách du lịch mất rất nhiều tài sản như túi sách, trang sức và quần áo có giá trị. Đồng thời, khách du lịch về cơ bản sử dụng ô tô, nhưng những chiếc xe hơi không bị lũ cuốn đi thì cũng bị ngập trong bùn. Kính thưa quý vị, đập Tam Hiệp chặn dòng Dương Tử hay còn gọi là sông Trường Giang đang ngày càng bị biến dạng. Liệu nguy cơ có vỡ tung hay không? Điều đó đã khiến cho cư dân vùng ven con đập lớn nhất của Trung Quốc này luôn thấy bất an, mặc cho chính quyền đã nhiều lần chính thức bác bỏ tin đồn và trấn an dân chúng. Hồi đầu tháng, một học giả kinh tế độc lập người Hoa đã đăng tải một bức ảnh biến dạng của đập Tam Hiệp ở Trung Quốc và được ghép bởi các hình ảnh chụp từ Google Maps và bày tỏ lo lắng khi con đập vỡ sẽ khiến một nửa Trung Quốc bị chìm trong nước. Bức ảnh này sau đó được các chuyên gia chỉ ra là không chính xác do việc sai lệch khi ghép các hình ảnh chụp từ Google Maps. Để trấn an dư luận, tờ thông tin Bắc Kinh đã chia sẻ ý kiến chuyên gia thừa nhận chuyện đập Tam Hiệp bị biến dạng, nhưng cho rằng đây là vấn đề trạng thái co giãn. Sau đó, tờ The Paper cũng cho biết chuyện đập Tam Hiệp bị biến dạng là tin giả mạo. Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc dẫn ý kiến của công ty đập Tam Hiệp rằng con đập này vận hành đáng tin cậy và an toàn. Công ty Tam Hiệp Thanh Minh, mặt nước đập di chuyển chưa đến 3 cm. Tuy nhiên, một nguồn tin từ hãng thông tấn Pháp AFP dẫn lời một kỹ sư của công trình Tam Hiệp cho biết vấn đề về chất lượng của đập Tam Hiệp luôn hiện hữu, bao gồm các vết nứt và bê tông xây dựng không hợp tiêu chuẩn. Nhà vật lý học hạt nhân cũng là chủ tịch mặt trận dân chủ của Trung Quốc ở Đức là Phí Lương Dũng trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Hy vọng đã cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc vốn thích đào to búa lớn nên đã cho xây nên đập Tam Hiệp vĩ đại. Tuy nhiên, căn cứ theo tình hình thực tế mà nói thì đập này gây hại nghiêm trọng đến khí hậu và hệ sinh thái của sông Dương Tử. Đồng thời, nó cũng là mầm họa lớn, đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân. Ông Phí cũng phân tích những tai họa ngập đầu mà người Trung Quốc phải gánh chịu một khi đập Tam Hiệp bị sụp đổ. Giáo sư Lưu Sùng Hy, chuyên gia về kết cấu bê tông đập cho biết, tuổi thọ kinh tế của đập Tam Hiệp chỉ có 50 năm, trong khi đó, kết luận từ báo chí, tính khả thi của đập Tam Hiệp do Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada và Tập đoàn Quản lý Dự án Canada thực hiện thì bi quan hơn. Tuổi thọ kinh tế của đập Tam Hiệp chỉ 40 năm. Ngoài các vấn đề nội tại, thì giải quyết việc tích tụ bùn cát trong khu vực hồ chứa cũng là một vấn đề nan giải, có thể dẹp tan mọi lời trấn an. Trong buổi phỏng vấn, ông Phí Lương Dũng chỉ ra rằng nguy cơ lớn nhất mà siêu đập Tam Hiệp phải đối mặt là nguy cơ vỡ đập. Một khi con đập này bị vỡ, thì vùng trung lưu, hạ lưu sông Dương Tử sẽ gặp thảm họa. Ông Phí Lương Dũng cũng nhận định, cá nhân tôi cho rằng nguy cơ lớn nhất của đập Tam Hiệp là nguy cơ vỡ đập. Nếu như con đập này bị sụp đổ, thì toàn bộ những vùng đất trù phú phì nhiêu của chúng ta coi như đã kết thúc. Cho nên hiện tại thì người ta đã nhìn thấy sự dịch chuyển của con đập, hơn nữa còn phát hiện có khe nứt lớn. Tôi đã tính toán ngay từ đầu rằng khi con đập này sụp đổ thì tốc độ dòng nước chảy sẽ cực kỳ nhanh, có thể đạt tới 180 km/h, trực tiếp đổ xuống vùng hạ lưu. Trong vòng 20 phút có thể đánh vỡ đập Cát Châu, trong vòng 2 giờ sẽ ngập lụt ở Vũ Hán. Tuy nhiên, vì lượng nước quá lớn, nhiều địa phương sẽ bị nhấn chìm, trong đó các khu vực phát triển nhất của hạ lưu sông Dương Tử như Vũ Hán, Cửu Giang, Nam Kinh, Thượng Hải đều chịu ảnh hưởng. Trong khi đó, lực lượng quân sự của Trung Quốc, đặc biệt là bộ đội dự bị, thì khoảng 40% đã tập trung tại khu vực này. Như vậy, nếu đập Tam Hiệp bị sụp đổ, thì chẳng phải toàn bộ kinh tế, chính trị, quân sự, quốc phòng đều bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Vậy nên điều này khiến rất nhiều người cảm thấy lo lắng. Tiến sĩ Quang Quai Lu, chuyên gia thủy lợi nổi tiếng sống tại Đức, đã từng nhận xét tỷ lệ đại biểu tán thành dự án đập Tam Hiệp vừa đúng hơn 2/3, tương đồng với tỷ lệ đại biểu đảng viên của Quốc hội Trung Quốc. Nếu ông Giang Trạch Dân không dùng hình thức kỷ luật đảng để yêu cầu các đại biểu là đảng viên phải ủng hộ những quyết sách của Trung ương Đảng, cứ để cho các đại biểu tự quyết, thì tỷ lệ ủng hộ sẽ không thể quá bán. Ông Quang cho biết, vào năm 1996, nhà khoa học bê tông Trung Quốc Liu Chongxi đã viết thư cho Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Quy An Qua Trang, cho biết ông đã nghiên cứu chuyên sâu về tuổi thọ của đập bê tông trong và ngoài nước. Quan điểm cho rằng tuổi thọ của đập Tam Hiệp là 500 năm hay 1.000 năm là sai lầm. Tuổi thọ của những con đập bê tông mà ông nghiên cứu ở Nhật Bản thường chỉ được 100 năm, còn tuổi thọ của con đập bê tông ở Trung Quốc chỉ có 50 năm. Tuy nhiên, nhà cầm quyền Trung Quốc đã không nghe lời đề nghị của ông. Theo ông Wang, đập Tam Hiệp không phải như tuyên truyền của chính quyền Trung Quốc, chỉ từ khoảng 50 đến 100 năm là sẽ phải phá bỏ con đập này. Ông Huang Guanli, chuyên gia thủy lợi nổi tiếng của Trung Quốc, cũng từng 3 lần gửi thư cho ông Giang Trạch Dân khuyên không nên xây dựng con đập Tam Hiệp vì xây dựng rồi sau này cũng phải phá bỏ. Ông chỉ ra tác hại của đập Tam Hiệp từ các khía cạnh địa chất, môi trường, sinh thái và quân sự. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị và các bạn hãy để lại trong phần bình luận phía bên dưới video để chúng tôi kịp thời hồi đáp. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của ban biên tập chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.